Thần sủng tiến hóa chấp 339. Sao vẫn còn bị dọa ngất xỉu thế? Lần này ngươi đừng biến gan rắn quá to nữa. Được. Sợ hãi biến thành tò mò. Xem ra quá trình cải tạo khác nhau cũng sẽ có được kết quả khác nhau. Ừm, năng lực này cũng không tệ, có thể trực tiếp biến thành trạng thái quái vật. Vậy chính thức bắt đầu đi, bây giờ ta có rất nhiều ý tưởng. Vài ngày sau. Phù, cuối cùng cũng thành công rồi. Chỉ cần 0,1 giây thì có thể bắn ra mũi giáo, có thể bắn xuyên tấm thép hợp kim dày 5cm. Đã chế tạo hệ thống hô hấp phù hợp của loài lưỡng cư trong cơ thể. Nhưng mà, thứ thành công nhất vẫn là khuôn mặt này. Đúng là hoàn hảo, gọi người là công tử Tôm đi. Tên của quái vật. Tên của quái vật, công tử Tôm. Sáng tạo ra quái vật mới còn có thể đặt tên cho nó, thú vị quá. Vậy thì tiếp tục thôi. Ừm, có công tử Tôm thì làm theo một con đồ tể cua thôi. Kể từ khi bị các dị chủng khác xâm lược, Tân Du Châu Thành trở thành một trong vài thành phố an toàn nhất trên cả địa tinh này. An toàn nhất, đồng thời, cũng là thành phố nguy hiểm nhất, sự phồn vinh gần như điên cuồng, đầy những thứ xa hoa và trụy lạc. Đấu trường thú, yêu ma quán, căn cứ nuôi dưỡng, viện nghiên cứu quái vật, công viên giải trí quái vật, quán bar ma quái. Như thể muốn chút bỏ hết những cực khổ của mấy năm qua, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, có vô số ngành công nghiệp giải trí nổi lên. Giống như có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, những cống ngầm rộng lớn cũng trở thành nơi cư trú của những người vô gia cư. Hức, hu hu, vợ, con gái. Tôi nhớ hai người. Nè, đây là hàng mà ông đã đặt. 3. Tiểu Tuệ, Lan Lan. Ba rất nhớ hai người. Tốt quá rồi, ba đến đây, ba còn mua kem mà con thích ăn nhất đây. Ư. 2. Mộng cầu thú của ta có thể khiến ông thấy được cảnh mà ông muốn nhìn thấy nhất. Đó là an ủi cuối cùng trước khi chết. Hửm. Không phải là tôi giết hắn đâu, hắn là tự sát đó, tôi không làm gì cả. Ta biết rồi. Thì ra cô độc cũng khiến người ta tử vong. Pháp tắc tử vong, 1%. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.